thông báo gây ngỡ ngàng về cậu út nhà ông Trump. Baron Trump từ chối đề nghị của bang Florida, Mỹ về việc trở thành đại biểu tham dự Đại hội Toàn quốc Đảng Cộng hòa vào hè này. Thông tin trên được văn phòng của bà Melania Trump, mẹ của Baron, 18 tuổi, cung cấp cho Daily Mail. Mặc dù vinh dự được Đảng Cộng hòa bang Florida chọn làm đại biểu, Baron rất tiếc khi phải từ chối tham dự vì những cam kết trước đó, văn phòng bà Melania Trump cho biết hôm 10 tháng 5 và không cung cấp thêm thông tin. Trước đó, vào ngày 8 tháng 5, Baron được bầu làm đại biểu để chính thức đề cử cha mình là ông Donald Trump làm ứng viên tổng thống của Đảng Cộng hòa. Gia đình cựu tổng thống Trump có tác động to lớn trong đoàn đại biểu Đảng Cộng hòa của bang Florida. Theo NBC News, các con của ông Trump là Eric Trump, Donald Trump Jr. và Tiffany Trump cũng nằm trong danh sách đại biểu của bang Florida tại Đại hội Toàn quốc Đảng Cộng hòa tới đây. Hội nghị dự kiến diễn ra tại thành phố Milwaukee từ ngày 15 tới 18 tháng 7. Các nguồn tin của Daily Mail cho biết Baron ủng hộ nỗ lực trở lại Nhà Trắng của cha mình. Cũng theo Daily Mail, bà Melania sẵn sàng cho con trai làm điều mình mong muốn. Dù vậy, bà vẫn sẽ tiếp tục bảo vệ lợi ích của con trai khi chồng bà tranh cử tổng thống và có mặt trên nhiều mặt trận pháp lý. Thông báo ngày 10 tháng 5 của văn phòng Melania Trump khiến nhiều người ngỡ ngàng, bởi ông Trump trước đó tiết lộ Baron thích chính trị và thường cho ông lời khuyên. Cựu tổng thống Trump trải qua ngày 10 tháng 5 tại một phiên tòa ở Manhattan, khi New York tiếp tục truy tố ông với cáo buộc dùng tiền mua chuộc sự im lặng của ngôi sao khiêu dâm Stormy Daniels. Ông Trump đã phủ nhận cáo buộc này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy đăng ký bật chuông để lại bình luận bên dưới và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.